Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay russianluxury.vn chuyên sưu tầm điện thoại Nga, sách tay Nga trực tiếp từ Nga. Xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm điện thoại Philips Xenium E560. Và hôm nay mình sẽ làm clip về đập hộp cho các bạn xem chi tiết về sản phẩm hơn. Bên mình cam kết là máy mới 100% full box. Sách hướng dẫn, cáp sạc, củ sạc, tai nghe. Về sản phẩm này thì có những điểm ấn tượng về sản phẩm này là pin chờ lên tới tận 73 ngày, có chức năng tự động ghi âm cuộc gọi, chế độ bảo mật khá là tốt. Và bên mình có chế độ bảo hành máy lên tới một năm, lỗi đổi một trong vòng 7 ngày đầu. Máy này thích hợp cho những người hay đi công tác xa, công việc nhiều, không có thời gian để sạc pin. Và pin có dung máy này có dung lượng pin lên tới 3.000 mAh và giúp bạn có thể nghe gọi được trong những khoảng thời gian dài. Máy có thể sử dụng trên 10 ngày. Đây là toàn bộ những đồ phụ kiện đi theo máy.